Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với nhận định thị trường ngày 31 tháng 3 năm 2022. À, vâng, hôm nay là một phiên mà thị trường rung lắc khá là mạnh. À, tuy nhiên ở đây thì mình nhận định là chúng ta vẫn nắm giữ cổ phiếu, đây là một số cổ phiếu kim cương. À, thì có sụt giảm một số cổ phiếu kim cương so với ngày hôm qua rồi, tuy nhiên là khá nhiều cổ phiếu kim cương cũng rất là đẹp. À, thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cũng rất mong anh chị và các bạn à, tiếp tục ủng hộ ở kênh bằng cách là like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì đầu tiên có thể thấy anh chị thấy hôm nay là một cái phiên rung lắc khá là mạnh. À, cái biên cái biên uh, của ngày hôm nay cũng khá là là là, là lớn đúng không các chị thấy là hai là 1503 và lâu là 1483 chênh nhau đâu khoảng 20 điểm. Độ 20 điểm đúng 20 điểm. tuy nhiên thì phiên hôm nay nói đến điều gì thì các anh chị thấy là, là nó là một cái phiên rung lắc. À, khối lượng cũng tương đối. Tuy nhiên nó vẫn đóng ở trên đường trung bình MA20 MA20 là 1483 thì Hôm nay là 1490 thì nó vẫn trên MA20 VN30 thì cũng vậy nhé Cũng rung lắc khá là mạnh Tuy nhiên cũng đóng trên MA20 à, Thì các anh chị có thể thấy là Với cái cách phân tích của mình ấy, thì thông thường Nếu mà thị trường chung à, Nếu hoạt động trên đường trung bình MA20 Thì à, mình vẫn khuyến nghị là chúng ta Giữ các cổ phiếu Khỏe nhé Tất nhiên cổ phiếu nào yếu thì chúng ta sẽ phải thanh lý bởi vì cái nguyên tắc mình có chia sẻ với các anh chị là mềm nắn rắn buông đúng thì cho chúng ta lợi nhuận mà sai chúng ta sẽ phải sửa rất nhanh Và có một số anh chị vào trong kênh thì đặt những cái câu hỏi là lít này dài thế hay hôm nay có mua được không phiên này gần nền có mua được không thì anh chị mình cũng khi mà anh chị xem kênh ấy, thì các anh chị cũng cố gắng là bắt đúng cái, 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 cái cách tiếp cận vấn đề của mình cái danh sách cái danh sách này, này nó dài là không phải danh sách các anh chị khuyến nghị mua đây là danh sách khuyến nghị các anh chị nắm giữ Đúng Các anh chị nhìn danh sách cổ phiếu kim cương là những cổ phiếu đẹp nhất nắm giữ. Các cổ phiếu ok là các anh chị nắm giữ. Những cổ phiếu này như này là các anh chị nắm giữ chứ không phải là mua. Còn anh chị nhé, còn một cái nữa là cứ không phải là gần nền thì là mua, gần nền mà vi phạm nguyên tắc bán chúng ta vẫn phải bán. Chứ không phải là cứ gần nền là mua, chị nhé, chúng ta rõ cái khái niệm như vậy. Thì với cái đánh giá như vậy thì thị trường ở đây thì mình vẫn khuyến nghị là các anh chị nắm giữ các cổ phiếu. Tuy nhiên cũng có một cái điều mà chúng ta nên thận trọng bởi vì đây chị nhìn số lượng các cổ phiếu tốt thì hôm nay nó lại sụt giảm còn có 207 cổ phiếu thôi. Mà dù điểm trung bình giảm 1,6% cũng khá là lớn đấy. À, nó vẫn trên trung bình MA10 và trên trung bình MA20 nhưng nó thấp hơn cái phiên uh, giao dịch ngày 28 tháng, tháng 3 này. Như vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận hơn một chút. nhé thì cái chiến lược ở đây thì mình nhận định là thị trường vẫn trong cái xu hướng lên nhưng mà không mạnh và có sự rung lắc thì chúng ta ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu kim cương và các cổ phiếu mạnh tất nhiên cổ phiếu nào mà, mà yếu thì chúng ta phải thanh lý nguyên tắc là vậy ở đây thì uh, các anh chị rõ nhé chúng ta không phải đặt cược với tất cả các cổ phiếu thị trường lên thì cũng sẽ có những cổ phiếu thành công và những cổ phiếu không thành công cổ phiếu không thành công thì chúng ta bắt buộc phải thanh lý cổ phiếu chúng ta không cãi với thị trường chúng ta các anh chị đừng đi tìm lý do các chị đang ở trên tầng 10 các anh chị nhìn thấy mọi người chạy ra thang bộ mọi người chạy rầm rầm chạy xuống thì nhiệm vụ của chúng ta là phải chạy theo chứ chúng ta không thể đứng lại hoặc đi tìm là à có cháy hay là có vấn đề gì không mà tại sao mọi người lại đi chạy bộ như thế nếu các anh chị đi tìm những cái câu hỏi như vậy thì các anh chị sẽ bị chậm rồi anh chị nhé chúng ta là giao dịch ở đây là theo tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ tuy nhiên là phải bám theo cái hành vi của nhà đầu tư lớn đúng không ạ thì những cái diễn biến nào mà nó vi phạm những cái nguyên tắc của nhà hành vi của nhà đầu tư lớn thì chúng ta bắt buộc phải thanh lý cổ phiếu anh chị nhé thì đó là về thị trường chung chiến lược là vẫn nắm giữ cổ phiếu nhưng mà hạn chế mua nhé và nắm giữ ưu tiên các cổ phiếu mạnh nhất thì hôm nay những cái dòng nào mạnh thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là những cái nhóm ngành mạnh thì cơ bản là vẫn là những cái nhóm của những cái ngày gần đây ví dụ như bán lẻ bất động sản phần cứng phần mềm dịch vụ vận tải hóa chất hóa chất này một số cổ phiếu bị yếu đi đấy đặc biệt mấy cổ phiếu đạm nông thủy sản quần áo phụ kiện sản phẩm lô bền vận tải biển và vật liệu xây dựng các anh chị nhé thì đây là các cổ phiếu kim cương hôm nay thì mình sẽ không khuyến nghị mua cổ phiếu nào nữa thì đây là những cổ phiếu mà hoạt động là những cổ phiếu đây là các anh chị nhìn cổ phiếu kim cương là những cổ phiếu can slim hoạt động trên nền nhé và thuộc các cái nhóm ngành mạnh thì các anh chị cứ nắm giữ những cổ phiếu này thôi nắm giữ được ok không đề gì nhé các anh chị có thể chụp lại các anh chị dừng lại để các anh chị xem có một số các cổ phiếu này mà chạm chạm sàn là các anh chị phải cẩn thận ví dụ có một số cổ phiếu này là cũng phải cẩn thận này thậm chí là các anh chị về giảm bớt thì chạm đi ví dụ như cổ phiếu DPM này DCM đâu nhỉ DCM bị loại ra khỏi nhóm này rồi vì nó thủng A10 Mình loại ra khỏi nhóm này rồi thì một số cổ phiếu này các anh chị cũng phải rất là cẩn thận nhé thì những cổ phiếu này vẫn nắm giữ được đây là các cổ phiếu OK tức là cổ phiếu thì mạnh như nhóm này không mạnh thì các anh chị có thể nắm giữ được Đấy, khá là nhiều đúng không ngoài ra là một số cổ phiếu trong nền cũng khá là mạnh thì các anh chị nắm giữ được hôm nay mình không khuyến nghị mua cổ phiếu nào cả thì bây giờ mình sẽ trở lại đồ thị để mình sẽ giải À, sâu những cái đồ thị cho các anh chị xem một số những cổ phiếu kim cương vẫn rất là đẹp anh chị nhé nó vẫn có cơ hội chạy nước rút rất là đẹp đấy đây anh chị có thể nhìn này đấy, DGW là những cổ phiếu mà vẫn đang đi lên rất là tốt nắm giữ ok này hôm nay chúng ta sẽ không mua cái gì nữa cả nhé à, FRT vẫn đang đi lên rất là đẹp này PET hôm nay vẫn ok anh chị nắm giữ được nhé NVT vẫn đang chạy rất là mạnh à, OGC hôm nay là nó hình như là sàn đúng không ạ? Vẫn nắm giữ được chưa ảnh hưởng gì mấy anh chị nhé, vẫn có thể nắm giữ được. ASM vẫn ok nắm giữ được. Sau đây là một vài phiên có vẻ gọi là chạy nước rút thì nó điều chỉnh như này nó vẫn chạy ok nhé. Tích này vẫn nắm giữ được. Ok đấy cờ vẫn ok. SGS hôm nay vẫn bùng nổ vượt nền đấy, anh chị nắm giữ ok nhé. FPT nắm giữ được ok này. Bích này ok này. BWE ok nhé nếu mà hôm nay mà thị trường nó dung lắc ít thì mình thậm chí có thể khuyến nghị mua tiếp cổ phiếu này được nhưng thôi không mua nữa chúng ta nắm giữ thôi TDM vẫn ok nắm giữ ok này đấy những cổ rất là đẹp GMD vẫn ok này BFC thì hôm nay cũng là sàn nhá thì chúng ta thận trọng không mua thêm nhưng nắm giữ thì vẫn ok đấy, DPM này là cũng phiên sàn đấy cũng phải thận trọng đối với DPM DCM thì hôm nay thủng 10 rồi đấy thì đối với cái nhóm này thì đúng những cổ phiếu như thế này thì hôm nay có thể thanh lý được anh chị nhé nếu anh chị nắm giữ có thể nên thanh lý cổ phiếu đi còn DPM này có thể giảm tỷ trọng đi nhé BFC này mấy cổ phiếu này này phân bón bình điền này là có giảm tỷ trọng một nửa nhá DPM giảm một nửa và đấy là nửa còn DGC thì vẫn ok tiếp tục trên cái đường đi lên và chuẩn bị chạy nước rút PLP ok nhé nắm giữ DPR ok nhé có rất nhiều anh chị hỏi rằng là đối với những cái cổ phiếu mạnh, cổ phiếu kim cương mà mình nói đây này, thì hôm nay nó sàn đẹp quá, tôi nhảy và tôi mua có được không? thì mình sẽ chia sẻ là không nhé. Những cổ phiếu kim cương thì nó phải là kim cương. nếu cổ phiếu mà kim cương mà có dấu hiệu trượt chân thì cũng phải rất là cẩn thận. chúng ta sẽ không mua thêm. chúng ta chỉ đặt cược khi nó đang trên đường chạy nước rút và về đích thôi. nó đang trên đường chạy thôi. chứ các anh chị đừng có đặt cược vào một cổ phiếu sao ngã nhé. H1C vẫn ok này. Pass vẫn ok này, cổ phiếu này thì không đẹp nhưng mà vẫn ok đường lên Ri này ok nhé, đi chạy lên nắm giữ ok Đấy, IDI ok, CMX ok VSC vẫn ok nhé, vẫn nắm giữ, Nó rất là ngon, chạy được ACL ok nhé SEA ok nhé ANV ok nhé Đấy, CTF ok nhé Đấy. Hasako vẫn ok nhé anh chị nhé, vẫn nắm giữ ok TNG ok nhé, vẫn này, này chạy ok này HTG ok này Gil này ok này đấy thì các anh chị tiếp HDA này ok này đấy. VT ok thì đây là những cổ phiếu kim cương đẹp nhất rồi các anh chị nhé thì các anh chị nắm giữ những cổ phiếu này vẫn ok ngoài ra một số cổ phiếu bên dưới này nó cũng ok nhưng mà thuộc không thuộc nhóm ngay mạnh thì mình sẽ không review nữa thì khi anh chị sẽ xem ở đây nhé xem ở đây thì mình cố gắng giữ cho cái bản tin nó ngắn gọn nhất và hiệu quả nhất thì trong những cái giai đoạn mà thị trường rung lắc này, này thì các anh chị sẽ thấy có một cái tâm lý mình sẽ nói về tâm lý thôi thực ra mọi người đừng nghĩ bao giờ là thị trường chứng khoán nó dễ nó sẽ không khó nhưng nó sẽ là không dễ cho tất cả mọi người và nếu chúng ta không can đảm chúng ta không dũng cảm không có một cách nghĩ khác một cách làm khác thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái thành quả anh chị nhé do vậy là khi mà gặp những cái tình trạng nó rung lắc như thế này này thì nhiệm vụ của các anh chị là phải làm gì là các anh chị phải bình tĩnh nhé các anh chị trở lại xem là cái nguyên tắc giao dịch của mình là như thế nào thì chúng ta phải tuyệt đối là kỷ luật theo cái nguyên tắc đó chứ đừng vì là nhìn thấy thị trường nó xanh nó đỏ là chúng ta xanh là chúng ta lao vào mà thấy đỏ là chúng ta sợ chúng ta chạy. Hoặc nhìn thấy một vài người bạn hoặc một vài cái nhóm nào đấy gọi là hô hào là chạy đi thì chúng ta chạy, đúng không ạ? Chúng ta cũng, giai đoạn này hôm nay chúng ta cũng không cần phải tham lam, chúng ta không cần phải sợ hãi gì cả, chúng ta cứ bình tĩnh nhé. Thị trường bình tĩnh cổ phiếu đẹp thì nó vẫn đẹp. Còn cổ phiếu xấu rồi thì chúng ta tham lam cũng không được. Các anh chị vào các anh chị hôm nay đối với phiên hôm nay thì nó cũng khá là trung lập nhé Màu sắc tiêu cực thì sẽ nhiều hơn một chút so với tích cực vẫn nắm giữ cổ phiếu kim cương nhưng mà cái việc mà chúng ta đặt cược hoặc chúng ta hô hào là bất động sản hay một cái gì đấy mạnh thì là một điều hết sức là là sai lầm và phi lý anh chị nhé thì đó là hai sức sai lầm và phi lý mọi thứ thì nó thể hiện thông qua cái sự hoạt động của các cổ phiếu và các cái nhóm ngành anh chị nhé anh chị lưu ý đây cái nhóm bất động sản nó nằm ở phía dưới này nó còn dưới cái điểm trung bình này nó trên vn index nhưng mà nó dưới này này cho nên các anh chị cũng bình tĩnh thôi chúng ta không nên lạc quan thái quá tất nhiên cũng không tiêu cực thái quá mọi thứ giữ ở cái trạng thái trung lập và hiệu quả nhất quản trị và đánh đúng theo cái phương pháp của mình thì đó là cái chia sẻ của mình thì hy vọng là các anh chị là ngoài việc các anh chị nhìn thấy các cổ phiếu đây này các anh chị hiểu được cái triết lý Cái cách tiếp cận đầu tư của mình cái cách mua cách bán nó mới là cái quan trọng cái cách thức đi vốn cách thức giải ngân cách thức thấy đúng thì phải nắm giữ thấy sai là chúng ta phải phải phải, phải, phải giải quyết cái sai đây sai thì phải sửa đúng không ạ thì đó là cái nguyên lý cái triết lý của mình hy vọng là các anh chị hiểu và cảm nhận được cái phương pháp thông qua những cái bản tin hàng ngày thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh Các anh chị đăng ký kênh Và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất Cũng như chia sẻ kênh đối với những người quan tâm chứng khoán Cảm ơn các anh chị